Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 5, chặng 3 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024, cúp báo Quân đội Nhân dân từ huyện Vân Hồ đi thành phố Sơn La đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đón đoàn đua tại quảng trường Tây Bắc và trao giải cho chặng 3 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2023, cúp báo Quân đội Nhân dân Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chặng 3 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2024, cúp báo Quân đội Nhân dân mang tên gọi là Mở đường về Tây Bắc. Tại chặng đua này thì thử thách lớn nhất của những tay đua đó chính là khúc đèo Triềng Đông có độ dài 7 km với độ dốc cao và nhiều khúc cua gắt. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu để tạo ra những màn rượt đuổi ấn tượng và những pha bứt tốc đầy hấp dẫn. Chặng 3 cuộc đua có tổng chiều dài 136 km, xuất phát tại ngã ba huyện Vân Hồ đến huyện Mộc Châu, qua huyện Yên Châu đến huyện Mai Sơn và cuối cùng là thành phố Sơn La, về đích tại quảng trường Tây Bắc. Tại chặng 3, với phong độ cực kỳ ấn tượng, tay đua Nguyễn Minh Thiện của đội 620 Châu Thới Vĩnh Long có cú solo với gần 50 km và về đích trước tiên, xuất sắc đoạt danh hiệu áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất và danh hiệu áo xanh vua nước rút. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, đội quân đội cũng xuất sắc đoạt danh hiệu áo chấm đỏ cho tay đua có thành tích ấn tượng nhất và danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Chặng đường Sơn La là rất là khó khăn hơn là ở trong Nam. Nó có nhiều dốc và lên xuống nhiều và cả đèo nữa. Cũng nhờ những đoạn nhiều dốc đó mới có thể tận dụng những đoạn đổ mà mình đổ cao và có thể giành chiến thắng. Cái mục tiêu là sẽ cố gắng giữ chiếc áo vàng và leo thật tốt hai ngọn đèo còn lại. Rất đông người dân đã có mặt tại quảng trường Tây Bắc để xem các tay đua tranh tài. Đây là cuộc đua được đánh giá cao về chuyên môn khi quy tụ 70 vận động viên xe đạp mạnh nhất Việt Nam. Em rất tự hào khi được đến cổ vũ cuộc đua xe đạp mang tên chiến dịch Điện Biên Phủ. Em rất tự hào khi mình được sinh ra ở trên mảnh đất Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 cúp báo Quân đội Nhân dân kéo dài 5 chặng, xuất phát từ Hà Nội đến thành phố Điện Biên Phủ với tổng lộ trình hơn 500 km. Cuộc đua được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ngành đơn vị liên quan chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để bảo đảm công tác an ninh trật tự, cơ sở lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các đoàn. Sơn La đã tập trung thực hiện triển khai một loạt các nhiệm vụ. Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn bộ người dân của Sơn La đón nhận tình cảm và cũng như là cổ vũ động viên cho các đội đua và cổ vũ động viên cho từng thành viên trong đội đua. Thứ hai nữa là chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cùng với ban tổ chức họp bàn đánh giá và xây dựng các phương án cụ thể. Một là phương án đón tiếp từ các đoàn này, các đại biểu này, thế rồi các vận động viên chỗ ăn chỗ nghỉ để vận động viên bắt đầu đua từ Vân Hồ lên thành phố Sơn La nghỉ lại đây và chuẩn bị cho cuộc đua chặng 4 về Điện Biên. Thứ ba là chúng tôi bố trí lực lượng công an, lực lượng đảm bảo giao thông để xuyên suốt từ Vân Hồ lên đến thành phố, an toàn tuyệt đối cho đoàn đua và đảm bảo là không để xảy ra những tình hình bất ổn định. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc đua đã trao các suất quà của các nhà tài trợ cho tỉnh Sơn La, gồm hỗ trợ 600 triệu đồng xây dựng 10 công trình nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn tỉnh, trao 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách của tỉnh, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Vào sáng ngày 4 tháng 5, các tay đua sẽ tiếp tục tranh tài ở chặng 4 mang tên Tiến vào Mường Thanh với cự ly 155 km, xuất phát từ thành phố Sơn La đi thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.